coi là con có lỗi gì không. Con gọi điện suốt luôn á, gọi là nhắn tin kéo mà không được. Dạ mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con cũng cảm ơn là dứt khoát. Con cũng tặng bạn đó con gấu. Con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ, tốt, đừng để nó buồn của con. Bây giờ con ở không bao thời gian bao lâu rồi? À, cũng lâu cô, cũng mấy tháng rồi. Tại vì trời đất ơi, lâu quá trời, có mấy tháng nó ở không mà nó lâu quá lâu. Cái nửa năm rồi cô. Tại vì khi con xác định quen một ai đó thì con chỉ quen một người, và những người còn lại giống như con không có không. Con bắt cá một tay thôi. Đúng rồi, không có bắt cá hai tay. Đúng rồi. Đúng không? Hai tay một con cá cô ạ. Dạ kiểu là con chấp nhận cái kiểu này con. Trời bận trở lạnh. Còn anh bận chờ em. Anh bận chờ em đó, ừ. Thì em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Nhưng mà em chấp nhận là bây giờ mình giới thiệu về bản thân chút xíu nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Rồi, chào con. Chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bích Phượng, năm nay mình 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm quản lý đơn hàng cho một công ty may xuất khẩu. Con sống tại Hóc Môn, quê quán là ở Lâm Đồng. Rồi, mời bạn trai. Chào chú Linh, chào khán giả và chào bạn nữ bên cạnh. Con thì hiện tại năm nay 29. Con là tên là Tinh Thành. Gì vậy? Thành? Dạ, Ngô Trọng Thành. Hiện tại thì con đang làm 3 công việc. Ngoài công việc chính là làm dành chính là bên IT ra thì con còn nhận làm thêm tại ngoài giờ tại công ty và làm tự mở quán ăn riêng. Mở ở đâu? Dạ mở tại quận 11 à. Dạ đúng rồi. Thành bán gì? Dạ không bán mì quảng chứ. Rồi ngon. Bây giờ nhà gái cho biết sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng chứ điểm yếu điểm mạnh cái nào? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, năng động, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ người khác, là người có thể thích nghi với mọi môi trường được ạ. Thôi còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì sống đôi lúc bị tình cảm chi phối, hay quên, quên lặt vặt, bị mù đường và đôi lúc bị lười theo cảm tính. Và có rất là nhiều nỗi sợ, như là sợ độ cao, sợ ma và cả sợ bò sát nữa. Rồi bạn Nam ơi, con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh con là nói chung là con có thể tự nấu ăn, tự làm việc nhà được. Nói chung là kiểu thích làm việc. Cái điểm nhất của con là khi mà con quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Hai là bạn nó thích thì con thấy ok là con mua luôn. Con không có quan tâm quá vấn đề về cái món quà đấy. Điểm này đâu phải điểm yếu đâu. Dạ. Ông nào cũng có điểm này mà. Không, vậy con chịu quá. Có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Thôi không có đâu, chịu vậy không chán đâu con. Vậy hả? Vậy là Thành có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì tầm 2 mối cô. Giống con. Mỗi lần 2 mối. Ủa rồi con mua đồ cho nó nhiều quá nó bỏ con hay gì? Dạ, tự nhiên đang vui vui chứ bạn nó kêu không muốn quen nữa cô. Con không biết lý do cô. Mặc dù đang đi chơi vui lắm con mà bữa sau tự nhiên quạo cái kia không muốn quen nữa. Con cũng suy nghĩ, nói chung là con nhìn nhận bản thân trước, con sẽ coi là con có lỗi gì không. Con gọi điện suốt luôn á, gọi là nhắn tin kéo không? Mà không được. Dạ mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con cũng cảm ơn là dứt khoát. Con cũng tặng bạn đó con gấu. Con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ, tốt, đừng để nó buồn của con. Bây giờ con ở không bao thời gian bao lâu rồi? Cũng lâu cô, cũng mấy tháng rồi. Tại vì, trời đất ơi, lâu quá trời. Có mấy tháng ở không mà nó lâu quá lâu. Nửa năm rồi cô. Tại vì khi con xác định quen một ai đó thì con chỉ quen một người. Và những người còn lại giống như con không có không. Con bắt cá một tay thôi. Đúng rồi, không có bắt cá hai tay. Đúng rồi. Đúng không? Hai tay một con cá cô ạ. Dạ kiểu là con chấp nhận cái kiểu này cô. Trời bận trở lạnh. Còn anh bận chờ em. Anh bận chờ em đó, ừ. Thì em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Nhưng mà em chấp nhận là cái mối tình đó là phải làm em tin vào cái, nói chung là em sẽ tìm cái tình yêu của em. Rồi, nãy nghe bên kia cũng 2 mối ha. 2 mối. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Rồi. Anh có mái tóc giống em quá. Ừ ha. Ủa sao kiểu trời hai kiểu ơi giống nhau rồi ta? Hai mình sao giống hai mái tóc vậy ta? Không hẹn mà gặp đôi mái tóc hề. Đôi mái tóc hề. Không, em nghe là anh mới cắt ngày hôm qua. Đúng rồi. Còn em là cắt vài ngày rồi nên mới dài tới đây, còn không lại giống nữa. Chúc chụp tấm hình lưu niệm nha. Dạ. Rất là lạ lắm, qua lấy cái rổ ướp cắt. Mối dạ tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý.
Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi, quá xa. Mối tình thứ hai bao lâu? Dạ, mối tình thứ hai thì cũng được 2 năm. Vậy là coi như em cũng yêu 8 năm rồi đó. Dạ đúng rồi. Em hình dung người yêu lý tưởng của em một mẫu hình như thế nào? Em thích một bạn cao một chút xíu, tầm 1m7. Em thích một bạn có cửa sổ tâm hồn thật là trong sáng, nụ cười tỏa nắng, như vậy thôi. Cửa sổ tâm hồn. Sao thấy được cửa sổ đó? Trong sáng có nghĩa là không có cận á hả cưng? Dạ cận cũng không sao, nhưng mà ý là cái mắt của bạn nhìn thu hút. Mắt nhìn sáng chói. Cười tỏa nắng thì không biết tỏa hay không. Tại đây không có nắng. Nãy tôi thấy ấy nó cười rồi xíu tỏa. Tự ghê em cảm giác điều đó. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích một người keo kiệt, vô tâm. Bạn này không có gì keo, luôn này... Không keo và không hề vô tâm, không quan tâm quá luôn mà bị bỏ. Em nghe bạn chia sẻ thì thấy bạn là người sống rất là tình cảm. Bây giờ tính được 90% rồi đó. Bên đó suy nghĩ về mẫu người bạn gái như thế nào cưng? Cởi mở, vui tính, biết quan tâm người khác là được. Vậy thôi hả? Dạ, tại vì nói chung nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng. Tại vì em tin tưởng bản thân em có thể làm được. Em đi với em trai? Dạ, em đi gia đình, ba mẹ với là bạn. Rồi, xin... mời đại diện nhà trai ạ. Chào chú Hoàng Linh. Dạ, xin chào. Ngưỡng mộ em rất lâu. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chị rất thích chương trình này. Tôi là mẹ của Ngô Trọng Thành. Thành thì hiền, học cũng rất là giỏi. Có bằng là kỹ sư về máy tính. Vừa rồi thì nó cũng yêu hai mối tình. Nhưng mà hai mối tình đó không bao lâu hết trơn. Nói chung là có chừng 2 tháng hơn à. Cái mối tình đầu thì cũng coi ngày cưới, đáng lý là tháng này cưới nè. Nhưng mà bạn đó là bây giờ suy nghĩ, nói là bây giờ chưa nghĩ tới. Nói chung là mình nói là đứng núi này trong núi nọ đó, chưa có xác định được. Thì Thành không thích. Thành thích bạn gái nào khi yêu Thành phải xác định. Nếu tìm hiểu ok thì đi đến tới hôn nhân luôn, chứ không có lăng nhăng. Cái coi như là đâu ra đó, là con coi như là con mình là ok. Không có một coi như còn Jin Quyên Si. Nói chung là ok á. Cảm nhận của chị thì nói chung gặp bạn gái này, con cháu này cũng dễ thương. Mà chút mở rèm ra thì hai đứa thí dụ có tim mà đập hay gì đó thì hai đứa nó bấm nút thôi. Chứ còn đúng rồi, cảm nhận được như thế nào. Chứ còn giữa ba mẹ thì là sao cũng được hết. Miễn con mình nó yêu mà là mình yêu. Đúng rồi. Cảm ơn bên nhà trai. Còn đi dạ, hôm nay em đi cùng đại gia đình ạ. Ba mẹ, em gái, bạn thân chị và đang có sếp trên đường tới đây nhưng mà không có kịp. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, chào anh. Kính chào phía nhà trai, kính chào khán giả trên hội trường. Tôi là bố của con Võ Thị Bích Phượng. Bạn trai này rất là sống có tình cảm. Những câu nói ghi nhận được hay có tình cảm được hay giữa hai đứa tìm hiểu. Mẹ nói vài câu đi. Dạ, MC. Dạ, thấy hai cháu bây giờ hai cháu nó đặt đâu thì cha mẹ cũng đồng ý theo. Giống dạ, cũng mình xây dựng cho hai con thôi. Phải để cho hai đứa nó quyết đi Linh ơi. Vậy mở rào đi. Ừ. Rào mở. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Đó. Bóng tặng bóng. Đờ người ra không tặng bông luôn thiệt á. Quà quyết rồi. Dắt đi shopping này liền. Em có món quà tặng cho anh ạ. Cảm ơn em đến. Anh có tặng cho em không? Có, tặng em chứ, anh tặng em chứ. Đưa, cảm ơn cô giữ. Cái khăn ạ. Cái khăn nè. Đeo chiếc khăn vô ấm lên cho bạn đi. Em nghe nói tặng khăn là dễ chia tay lắm đó nha. Đâu, tại vì con thích này. Cái nhà này con đi lửa, con tự giặt luôn con. Tự giặt luôn rồi, đúng giặt rồi. Luôn rồi hả? Giặt rồi sạch rồi. Ôi đó. Quấn khăn dùng tròn tròn cho đẹp, quấn giống cái mệt vậy. Con chưa tặng bao giờ rồi chứ. Chưa biết được. Chị mua khăn tao phải tìm hiểu quấn là kia chứ. Em là một người cực kỳ thích kinh doanh. Cái mà yêu cầu của em đối với chương trình á là muốn một người bạn trai vừa biết về marketing nè, vừa yêu thích kinh doanh, sống tình cảm nữa. Nên là em nghe anh giới thiệu thì em cũng thấy rất là hồi hộp, mong gặp anh là như thế nào á. Em thấy ok không? Ổn tí không? Em thấy mấy người mà mũm mĩm một chút xíu, anh cũng hơi mũm mĩm. Cưng thích đúng không? Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Xíu nữa chắc sẽ bấm nút.
Thì em cũng có sở thích là đọc sách. Thì em muốn là về sau này á, có thể cùng bạn trai của mình mỗi tuần hoàn thành được một cuốn sách. Mình không thể trải nghiệm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, để là mình có thể trải nghiệm qua những kinh nghiệm sống của người khác. Em có nói sơ qua về cái cảm nhận của em á, còn anh thì thấy em như thế nào? Đó, anh thì em thì cũng vui tính, dễ thương. Cũng nói chung là nếu em tặng sách thì anh nghĩ là em đã có một cái ý tưởng gì đó đúng không? Dạ. Thì em mới tặng anh. Thì nói chung anh cũng thích. Anh Thành á khá là phúc hậu. Dạ. Đó rồi, là... cái đôi mắt sao, đôi mắt sao? Dạ, xuyên qua cặp kính thì vẫn thấy có hồn ạ. Có hồn, đôi mắt trong sáng đúng không? Còn dạ, nụ cười sao nè? Dạ, cũng được. Anh nghĩ thế nào về bạn thân khác giới? Em gái mưa hay bạn thân khác giới thì em không có sự tin tưởng nhiều. Có nhiều bạn gái mưa hay em gái mưa không? Không có nhiều bạn không? Thì mình phải nói. Chứ anh Linh là nhiều em gái mưa lắm á. Có à, tôi không bao giờ có em gái mưa. Không có bao giờ em gái mưa gió gì chứ. Tôi có em gái bão thôi. Có em gái bão thôi. Anh có biết hát không? Có, anh nói chung anh chỉ biết hát dạng karaoke bạn bè thôi, nói chung hát cũng được. Hát em muốn nghe những người mà hát hay ấy sẽ làm em bị rung rinh. Vậy đi con muốn thử lắm, rung rinh sao chú? Có người hát rụng rúng luôn á. Coi như lúc anh một mình cô đơn, đã quen rồi Sài Gòn một mình nắm xe thôi, vì đã quen với cảm giác không cần ai. Thôi sau này anh hát riêng tặng cho em cũng được. Okay, ở đây okay, đông okay, quá. Bên đây mình hát lại đi. Em cũng có chuẩn bị một bài hát. Tại vì em hát không hay nên em mới thích bạn trai mình hát hay á. Tự tin lên nào. Mọi người cho em một tràng vỗ tay đi. Cùng xe Marika, hàn chi bê sa, appa com, amma com, eki com, appa com, tung tung nghe. Amma cô mình nay xin nghe, Eki cô mình nâu kia hoa, ít sư cha rằng hoa. Dạ, ý nghĩa là một gia đình có ba con gấu sống chung một ngôi nhà. Có gấu cha, gấu mẹ và gấu con. Gấu cha thì mập mạp mũm mĩm, gấu mẹ thì thon thả xinh đẹp, còn gấu con thì rất là đáng yêu. Và ba con gấu sống trong một gia đình rất là hạnh phúc. Dễ thương quá. Vậy là gần đúng với cái trường hợp này ha. Bây giờ chỉ đúng còn rồi, coi gấu con sao thôi. Đúng rồi. Đây có gấu cha, gấu mẹ. Mẫm mỉm dễ thương là gấu cha. Gấu bà ngồi kế bên kia hết kìa. Thôi bây giờ hai đứa đứng lên nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nói rút ruột rút gan hết về đối phương của mình thế nào đi nào. Hai bạn nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn. Đấy, mình rút ruột rút gan, mình suy nghĩ sao mà nói vậy. Có thể anh chưa giỏi trong tình yêu, nhưng anh có thể học. Chỉ cần anh và em cho nhau cơ hội. Dạ. Thì em sẽ đồng ý hẹn hò với anh nhé. Nút trả lời nha. Dạ. Tôi biết sao mà mấy bé kia nó bỏ được Thành ta, thiệt luôn á. Thằng trai quá đáng yêu á. Rồi, tại vì duyên là của con. Duyên là của con đúng không? Bởi vì cô nghĩ vậy đó. Nút bấm đó phải xuất phát từ con tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Hôm nay có ba mẹ hai bên tham dự luôn. Thiệt luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Sẵn đây thì nhà trai nói một vài điều với nhà gái đi. Thì đó, thì đó. Mình quay mặt đối diện nhau. Mình đối diện mặt với nhau là chào chị. Rồi, dạ, đúng rồi. Chú già. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay là ngày mà mình có thể là ngày xem mắt đấy. Xin anh chị nói trước đi nha. Thôi chào anh, chào chị. Thì bữa nay coi như là tới đây để hẹn hò thì hai cháu nó đã bấm nút với nhau rồi. Thì cho cơ hội đó hai cháu nó tìm hiểu. Nếu được thì hai gia đình tiến tới. Bây giờ cháu nó đồng ý, nó tìm hiểu được, nó đồng ý thì hai anh chị và chồng em cũng xây dựng cho cháu thôi. Bây giờ còn biết đóng góp sao. Rồi hai người bắt tay cái nào.
Thôi bắt tay đi. Bỏ tay chúc mừng. Chừng nào xong mình nó có nhiều đúng không? Và sau đây là màn thú vị nhất của chương trình, đó là bạn trai hãy đặt một cái hôn nhỏ nhẹ lên má của bạn gái. Nghiệp mới quen mấy tháng nhá, chắc chưa biết hùng luôn. Dạ chưa, mới nắm tay. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nào, từ từ bình tĩnh, để nguyên thành. Hít vô. Thấy sao? Nhưng máp lắm mà. Hôn đầu đài của nó đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Mọi điều may mắn tốt lành. Dạ.